Sản phẩm sẽ gồm có hộp sách hướng dẫn. Cái này là khóa hướng dẫn đọc chỉ số, đo huyết áp theo thứ tự. Các bạn sẽ nhìn theo cái tờ file này khi nó mình đo xong cho kết quả ha. Sách hướng dẫn này, cắp sạc theo máy nè, bao đeo tay, một thân máy. Vừa xài binh vừa xài cáp sạc, tặng cáp không tặng binh nha. Bây giờ mình sẽ test máy. Máy bắt đầu chạy. Để sau khi đo xong thì nó cho ra ba kết quả theo thứ tự từ trên xuống dưới nè. Thì mình đọc theo cái file này ha. Nó sẽ có thứ tự từ trên xuống dưới. Đó. Máy hoạt động ok, đo bình thường nha.